Sơn Mỹ Đình đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho trận ra quân tại AFC Champions League của câu lạc bộ Hà Nội. Các biển quảng cáo đã được lắp đặt vào vị trí, trong khi các cầu môn cũng đã xuất hiện ở hai phần sân. Mặt cỏ sân Mỹ Đình những ngày gần đây được chăm sóc rất kỹ lưỡng, dù chưa thể nói là tốt nhất, đẹp nhất, nhưng quan sát từ trên cao mặt cỏ đang đạt trạng thái tương đối tốt và khá bắt mắt. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp Pohang Steelers của Hàn Quốc vào lúc 19 giờ tối mai. Trong khi đó, chiều nay, các đội bóng của khu vực Đông Nam Á đã ra quân ở nội dung bóng đá nam của Á vận hội 2022 diễn ra tại Trung Quốc. Có thể nói, chất lượng sân bãi của nước chủ nhà là quá tuyệt vời. Các sân vận động được chăm sóc rất chỉnh chu, sạch sẽ và trong sân bóng nào cũng như mới. Từng chi tiết nhỏ được ban tổ chức sắp xếp và chuẩn bị cẩn thận, làm nổi bật hình ảnh của ngày hội thể thao lớn nhất châu Á. Mặt cỏ của các sân vận động cũng có chất lượng rất cao. Đa phần các sân vận động tại ASEAN năm nay sử dụng loại cỏ hỗn hợp, bao gồm 95% cỏ tự nhiên và 5% cỏ nhân tạo. Mặt cỏ được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận, đem đến cảm giác rất thích mắt cho cổ động viên khi xem trực tiếp hoặc qua sóng truyền hình. Sân bãi tốt là điều kiện cần để mang đến những màn trình diễn hấp dẫn và tuyệt vời nhất của các cầu thủ tại Á vận hội Hàng Châu.